Chào thầy và các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục làm bài tập số 9 với chương trình đo nhiệt độ và hiển thị nhiệt độ từ hai con LM35 và hiển thị trên hai dòng. Nghĩa là hiển thị trên dòng nhất, con nhất và hiển thị ở dòng thứ hai của con thứ hai. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu qua Google để hiểu rõ hơn về đề. Chúng ta sẽ khai báo, bắt đầu thì chúng ta sẽ khai báo các chân của LCD để hiển thị và LCD hiển thị và các chân của LM35. Tiếp theo, chúng ta sẽ khai báo yếm để lưu nhiệt độ đo được vào hai cái biến đo nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2 từ hai nhiệt độ của LM35. Thứ nhất, mình gọi đọc tiếp theo, mình sẽ xét nhiệt độ ở kênh thứ nhất là của con LM35 thứ nhất. Nó sau khi đọc được nhiệt độ từ con LM35, nhiệt độ sẽ được lưu vào ND1, có nghĩa là nhiệt độ 1 là biến tạm của mình ở đây. Sau đó sẽ hiển thị nhiệt độ 1 lên dòng thứ nhất với giá trị là nhiệt độ 1 temperature 1 bằng bao nhiêu sẽ hiển thị ra. Viết tắt là sẽ viết tắt phần 1 và tiếp theo và ở kênh thứ hai đọc nhiệt độ kênh thứ hai sau khi vi con vi xử lý đọc được nhiệt độ ở con LM35 thứ hai sẽ lưu vào biến ND2 và bắt đầu hiển thị lên LCD với giá trị của ND2 với cách thức y chang của hiển thị nhiệt độ của con LM35 thứ nhất và sau đó là kết thúc. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần sơ đồ nguyên lý của mạch. Mình sẽ lấy một con vi xử lý một LCD 16x2 và hai con LM35. Hai con LM35. Đầu tiên, chúng ta sẽ gắn chân cho LCD. Chân reset sẽ có anacom remove và chân enable, chân cho phép. Tiếp theo là chân tín hiệu D7, chân dữ liệu nhé, chân dữ liệu nó như xử lý. Tiếp theo là chân tín hiệu đó, tín hiệu dữ liệu truyền từ con LM35 sang chip vi xử lý. Thì con thứ nhất sẽ nói vào R0 và con thứ hai sẽ nói vào R1. Thì tất nhiên để sử dụng được nó thì chúng ta phải có nguồn. Theo là nguồn cho con LCD, nó đất cho LCD chân cái chân VNE này là chân để bạn có thể điều chỉnh được độ sáng tối của con LCD. Nếu như là làm mạch thì bạn sẽ nói kết nối với biến trở, còn ở đây mình làm mô phỏng thì chúng ta sẽ không cần thiết gì đấy. Tiếp theo là cấp nguồn cho con vi xử lý.
Thế thì mình sẽ nói với lại tụ điện thì chúng ta sẽ nói như là một cái nút nhấn ở đây. Và bây giờ là mạch của mình đã bắt đầu hoàn. Ít, chúng ta còn thắt anh nữa. Đây, bây giờ là mạch của chúng ta đã hoàn thành. Sau đó chúng ta sẽ đến với phần code. Như ban nãy thì chúng ta sẽ khai báo khi xử lý, khai báo ADC và khai báo thạch anh với tốc độ là 20 MB, rồi là khai báo chưng cho LCD với những cái bài số 6 và số 7, số 8 các bạn đã làm thì chúng ta sẽ khai báo chưng tương tự khai báo thư viện của LCD. Và tiếp theo như như này thì chúng ta sẽ khai báo biến nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2 để lưu. Mình sẽ lưu được khai báo biến nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2, xét chức hai bọt là bọt D và bọt E để bọt D và bọt E để cung cấp dữ liệu cho LCD, và khai và setup ADC. Setup ADC khi mà bạn quên bước này thì con LV35 của mình nó sẽ không không sử dụng được, mình sẽ không đo được. Đó. Setup ADC AN0 và AN1. AN0 và AN1, AN0 và AN1 để khai báo dữ liệu cấp vàng của con LM35 và chưa bị xử lý, sau đó sẽ truyền dữ liệu sang LCD. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến chương trình độc lập. Đầu tiên thì theo như lưu đồ, đầu tiên chúng ta sẽ đọc nhiệt độ kênh 1 và hiển thị nhiệt độ lên dòng thứ nhất. Xét ADC channel 0 là AN0 và lưu biến đọc được của lưu cái biến đọc của ADC vào nhiệt độ 1, và tiếp theo là của LCD sẽ đến đưa con trỏ vào vị hàng thứ nhất, vị trí thứ nhất của, có nghĩa là dòng dòng 1 và vị trí đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ in, sẽ xuất ra màn hình giá trị của LM35 đo được, đó là giá trị thứ nhất. Thơ 1, đây là giá trị của LM35 đo được. Thêm là hãng vị trí để đưa vị trí con trỏ để ngắt ngắt xuống hết dòng. Tiếp theo là sẽ xét channel thứ hai của con để xuất LM35 thứ hai, cũng delay và rẽ gán cái nhiệt độ đo được của LM35 thứ hai vào ND2, sau đó là xuất ra xuất xuất ở vị hàng hàng vị trí thứ nhất và hàng số 2 và in màn hình và giá trị của LCD LM35 đo được có là biến thứ hai, từ biến thứ hai, và đưa con trỏ tới vị trí này và nhắc con trỏ. Đây mình sẽ nhìn sơ lược về code là khai báo hai biến, xét chức hai bò, khai báo ADC, nhiệt độ của ND1, xuất ra màn hình ND2 và xuất ra màn hình, và mình quay lại vòng lặp. Xong rồi cầm lại xem mình sẽ có lỗi hay không. Không có lỗi. Sau đó là mình vào từ đầu nguyên lý hay code của mình và mình sẽ tăng nhiệt độ con 1 lên 28, 29 và hôm nay con hiện tại 29, tăng nhiệt độ của con 2 lên, tăng lên 35 và ở đây nó sẽ hiển thị là
phương tiện xe. Và đến đây, video của mình đến đây cũng là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem video bài tập này của mình.